Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có một tình yêu thật đẹp, thật hạnh phúc. Nhưng vì văn hóa Á Đông khiến cho chúng ta không thể là người chủ động được, như vậy sẽ bị coi là vồ vập và không nữ tính. Nhưng nếu chị em phụ nữ chúng ta chỉ thụ động ngồi chờ một chỗ thì sẽ có rất nhiều những cơ hội hạnh phúc vượt khỏi tầm tay. Ngắn này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức căn bản về làm đẹp và trò chuyện, vừa để khơi gợi sự chú ý của người mình thích, vừa để gia tăng khả năng quyến rũ chàng và hoàn thiện bản thân mình hơn.